Nha Trang hay còn gọi là nhà thờ núi. Mọi người cùng theo mình vào bên trong để khám phá nhé. Nhà thờ đá Nha Trang là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch của Nha Trang. Được biết, Nha Trang nổi tiếng với các cảnh biển thơ mộng, tuyệt đẹp hay các danh lam thắng cảnh độc đáo. Ngoài ra, nơi này còn được nhiều người biết đến với những công trình kiến trúc tâm linh đầy ấn tượng. Trong đó, nhà thờ đá Nha Trang là niềm tự hào của người theo Công giáo ở xứ sở biển này. Các bạn hãy cùng Bombox Travel dạo quanh một vòng để khám phá nhà thờ Nha Trang có điều gì đặc biệt và thu hút nhé! Bên phải con đường khi đi lên nhà thờ, ở ngay chân núi, chúng ta sẽ nhìn thấy ngôi mộ của linh mục Luis Valles, người đã xây dựng lên nhà thờ. Ông mất ngày 24 tháng 10 năm 1945. Nhà thờ đá hay còn gọi là nhà thờ núi, tên chính thức là nhà thờ chính tòa Kitô vua, là một nhà thờ Công giáo ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhà thờ này còn có nhiều tên gọi khác như nhà thờ Nha Trang, nhà thờ đá, nhà thờ ngã 6, vì nó tọa lạc ở gần một vòng xoay giao thông, phổ biến hơn cả là tên gọi nhà thờ núi, vì nó được xây dựng trên một hòn núi nhỏ các bạn ạ. Nhà thờ tọa lạc trên đỉnh đồi Hoàng Lân, đầu đường Nguyễn Trãi giao với đường Thái Nguyên ngã 6, được cha xứ Louis Valles khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 9 năm 1928 và hoàn thành vào tháng 5 năm 1933. Để tạo được mặt bằng trên đỉnh núi Bông với độ cao 12m, khi xây dựng người ta phải dùng khoảng 500 trái mìn các bạn ạ. Dọc theo lối đi lên, phía bên phải là những hộp nhỏ đựng di cốt những người quá cố được ghép vào tường đá. Về lịch sử hình thành nhà thờ đá ở Nha Trang, vào khoảng năm 1885, Nha Trang chỉ gồm vài xóm chài rải rác ở cửa sông Cái và ven bờ biển. Giáo dân lúc ấy khoảng 300 người sống tập trung ở giáo xứ Chợ Mới. Năm 1886, khi người Pháp đặt cơ quan chính quyền đô hộ tại Nha Trang, tạo điều kiện cho hai công trình nghiên cứu khoa học quan trọng được xây dựng tại đó là Viện Pasteur xây dựng năm 1895 và Viện Hải Dương Học năm 1923. Dân chài tập trung về sống gần Viện Pasteur để được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Cho tới năm 1929, sau Nghị định Toàn quyền Đông Dương, Vua Khải Định ra chỉ dụ thiết lập thị trấn Nha Trang. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho giáo dân và một số viên chức của người Pháp hiện đang sinh sống trên địa bàn, nhà nguyện nhỏ được dựng lên tạm thời ở bên bờ biển của Nha Trang, nay là Tòa Giám mục Nha Trang, nằm ở địa chỉ 22 Trần Phú, trực thuộc giáo xứ Chợ Mới. Với tấm lòng nhân ái của người mục tử, vị linh mục người Pháp lúc đó là Louis Valles đang coi sóc những giáo dân Chợ Mới đã nghĩ ngay đến việc thành lập một giáo xứ tại Nha Trang. Và điều đầu tiên phải làm đó là xây dựng một ngôi nhà thờ khang trang. Đấy là lý do mà chúng ta có nhà thờ Nha Trang bây giờ đấy các bạn ạ. Điều tự hào nhất của nhà thờ đá đó chính là khu thánh đường mang phong cách Gothic do những bàn tay tài hoa của người thợ xây dựng. Bạn chỉ cần bước qua cửa tiền đàn, trước mắt bạn sẽ là hai hàng ghế thẳng tắp xếp ngay ngắn và một con đường chính giữa hướng thẳng tới Chúa Giêsu. Thánh đường rất rộng lớn với nhiều ánh sáng được kết hợp với các vòng cuốn cong hướng thẳng lên trời, kiểu dạng như hình mũi tên rất hài hòa và đẹp mắt. Trên các bức tường được mô phỏng bởi các bức họa cuộc sống khổ hạnh của Chúa qua 14 lần tràng đàn. Một điểm cộng tuyệt đối với kết hợp gam màu ánh sáng bao phủ cả thánh đường. Ánh sáng từ hai hướng đông tây được thiết kế tận dụng tối đa, sử dụng các gam màu xanh đỏ, cửa hoa hồng. Ánh sáng khi chiếu vào sẽ tạo lên những không gian thánh đường đủ màu sắc, thể hiện sự uy nghi huyền bí mang tính độc đáo rất là cao. Tuy đã trên dưới 95 tuổi, trải qua bao mưa nắng, nhưng với lối cấu trúc độc đáo, nhà thờ núi vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị kiến trúc từ xa xưa. Hiện nay, nhà thờ được đưa vào danh sách di tích thắng cảnh của tỉnh Khánh Hòa. Giờ mở cửa nhà thờ ngày thường sẽ là từ 5:30 tới 17:30. Đặc biệt là tuy nhà thờ cho du khách vào cửa tự do, nhưng du khách chỉ nên tham quan ở những nơi công cộng được cho phép thôi nhé. Và đây cũng là công trình tôn giáo, là nơi linh thiêng nên bạn nhớ chú ý tới cách ăn mặc. Tốt nhất là mặc quần áo lịch sự, váy quần qua đầu gối nha.
Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình. Mong rằng các bạn đã có những giây phút vui vẻ khi xem clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ like và chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.